Cảnh sát đang điều tra hai vụ án mạng ở thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra hai vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Trong khi ở thành phố Hồ Chí Minh, nghi phạm sau khi chém chết người đàn ông 59 tuổi đã bỏ trốn, thì ở Tây Ninh, đối tượng gây án đã bị tạm giữ hình sự, có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Chiều ngày 29 tháng 5, công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một vụ nghi án mạng tại xã Xuân Thới Thượng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ông NBS, 59 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, và một thanh niên chưa rõ lai lịch có mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thanh niên này được cho là dùng hung khí đâm vào ông S, khiến nạn nhân gục xuống và chết sau đó. Sau khi gây án, thanh niên tháo chạy khỏi hiện trường. Nhận tin báo, công an huyện Hóc Môn phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan. Trưa cùng ngày, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Giang, 25 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, Giang có nhiều biểu hiện không bình thường như trừng mắt, nhè răng cười, rồi đuổi đánh gia đình, hàng xóm tại xã Thành Tây. Lúc này, Giang chạy vào nhà bếp vắt dao chạy qua nhà hàng xóm chém ông DS, tử vong tại chỗ. Giang tấn công cả công an, nên lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Giang đưa về trụ sở. Gia đình Giang cho biết, cách nay khoảng một tuần Giang thường hay than đau nhức, mất ngủ, cười một mình, nóng tính và tự nói mình bị khô não.